Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Ngôi thai ngược là gì? Và khi mà được bác sĩ chẩn đoán ngôi thai ngược thì chúng ta cần phải làm gì? Ngôi thai là phần mà hiển thị là thai nhi đang nằm như thế nào trong bụng mẹ. Và phần đầu tiên đi ra khỏi bụng mẹ khi chuyển dạ thì được tính như vậy. Và trong suốt thai kỳ thì khoảng 24 tuần tuổi thai nhi sẽ di chuyển thường xuyên, thay đổi vị trí ở trong bụng mẹ. Và đến những tuần cuối thai kỳ thì chúng ta sẽ quan tâm đến vấn đề là ngôi thai, vì vị trí của thai sẽ trở nên ổn định. Và đến tuần thứ 36 thì phần lớn ngôi thai sẽ ít xoay hướng được. Và khi đi khám ở tuần thứ 36 thì nhiều mẹ rất lo lắng khi mà bị ngôi thai ngược, và chúng ta sẽ cần phải có những phương án xử lý với vấn đề này, bởi vì nó ảnh hưởng đến cả quá trình là con có thể sinh ra được bình thường hay không. Ngôi ngược hay còn gọi là ngôi mông thì là phần mông của bé hướng xuống phía dưới vùng xương chậu của mẹ, và còn đầu của bé thì lại ngược lên trên ngực của mẹ. Tỷ lệ ngôi mông thì khá thấp, chiếm từ 1 đến 3% các ca sinh nở. Tuy nhiên những trường hợp sinh như này thì sẽ gây ra nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và con. Và chúng ta sẽ có các kiểu ngôi ngược như sau. Về ngôi ngược hoàn toàn thì đầu gối của bé co lại này, gập đùi giống như là tư thế chúng ta ngồi xổm, phần mông của bé sẽ đi ra ngoài cơ thể. Và đây là tư thế phổ biến nhất của ngôi ngược. Còn trường hợp ngôi ngược không hoàn toàn như là kiểu mông thì mông của bé sẽ hướng xuống dưới khung chậu của người mẹ, hai chân thì duỗi thẳng vắt ngược lên trên đầu, có nghĩa là bé như kiểu ngồi trong bụng nhưng chân bé giơ ngược lên đầu. Đấy là kiểu mông. Về kiểu chân thì hai chân của bé sẽ duỗi thẳng như là bé duỗi ra và thẳng xuống, gập chân xuống. Còn kiểu đầu gối thì thai sẽ như kiểu là đang quỳ gối trong tử cung. Về các nguyên nhân mà gây ra thai ngược thì phải tính là hai yếu tố là từ cả mẹ và thai nhi. Nguyên nhân từ mẹ thì do là tử cung của mẹ nhỏ, khó bình chỉnh ở người con, mà có thể là con đầu hoặc là có nhiều khi là sinh con nhiều lần thì dễ bị hơn. Do hình dáng tử cung bất thường như là tử cung dị dạng, tử cung đôi, tử cung hai sừng, tử cung có nhân sơ, tử cung bị chèn ép bởi các khối u nang buồng trứng, hoặc là do mẹ bầu có khung chậu hẹp. Với những người mà mang thai lần đầu tiên hoặc là do tiền sử do cái cơ địa của bạn, do cái hình thái khung chậu của bạn hẹp thì cũng dễ là thai nhi khó quay đầu. Về nguyên nhân ở thai nhi là do cực đầu to, não ống thủy cũng làm cho thai nhi khó xoay, do đa thai, thai dị dạng, do thai suy dinh dưỡng, do phần phụ của thai như nhau tiền đạo, đa ối, thiếu ối, có thể là dây dâu ngắn hơn, hoặc là do nhau thai quấn cổ cũng là ảnh hưởng. Và khi mà có ngôi thai ngược thì trường hợp là dễ xảy ra vỡ nước ối trước và sau khi đẻ, cùng nhau thai sẽ theo nước ối đi ra ngoài, dễ dẫn đến tình trạng cạn ối, thai nhi thiếu oxy, dễ gây ngạt và tử vong cho thai nhi. Vỡ nước ối thì cũng là nguyên nhân là mất cơn đau đẻ tự nhiên ở các mẹ. Và việc thai ngược thì đương nhiên rồi, sẽ khó mà con có thể chui ra thuận lợi dễ dàng hơn so với thai thuận. Và thông thường ở ngôi thuận thì đầu bé sẽ ra trước, sau đó đến vai và chân đi ra sau. Đầu ra được rồi thì mọi thứ khác rất là đơn giản, như người ta nói rằng là đầu xuôi đuôi lọt, các bộ phận gọn gàng hơn đi ra khỏi bụng mẹ. Còn với ngôi ngược thì phần chân hoặc mông sẽ đi ra ngoài trước rồi đến vai và đầu. Khi mà mông hoặc chân của bé ra trước, với trường hợp xử lý không khéo thì rất khó để phần đầu của bé đi ra ngoài được và dẫn đến bé bị ngạt thở. Hoặc trường hợp mà bé có bị gãy tay chân do không thể ra khỏi cơ thể mẹ một cách thuận tiện, hoặc là ảnh hưởng đến cơ xương cũng rất là nguy hiểm. Và ngôi ngược thì gây nguy hiểm cho cả mẹ và làm khó khăn cho cả các bác sĩ cho ca sinh đó, và cần phải có những biện pháp mà ứng cứu, bởi vì là dễ gây biến chứng cho thai phụ. Và khi mà bạn có kết luận là ngôi thai ngược ở những tuần cuối mang thai thì bạn cần là khám thai thường xuyên ở những tuần cuối thai kỳ này, xem là thai nhi có dễ quay đầu hay không.
Và thông thường thì có hai cách sinh cho mang thai ngoan ngược là sinh thường qua đường âm đạo. Nếu như mà thai nhi mà nhỏ hơn khoảng 2,8 cân, nếu bạn để thai nhi ở mức vừa phải thì có những bác sĩ có kinh nghiệm có thể nội xoay thai, có nghĩa là dùng cho tay vào để xoay thai trước khi mà đưa con ra ngoài. Và biện pháp là mổ lấy thai, thì biện pháp mổ lấy thai thì là phương án tốt nhất và được áp dụng nhiều nhất, cũng làm cho là các ca sinh trở nên dễ dàng hơn, ít gây biến chứng hơn cho các trường hợp ngôi thai ngược. Khi mà có trường hợp ngôi thai ngược như vậy thì bạn có thể tìm hiểu về một số cách như là bạn có thể là chống hai tay ở dưới sàn nhà và giơ chân, để chân ngược lên phía thành giường, chổng ngược lên một chút xem là cái khả năng con có xoay không, một cách chữ mẹo. Bạn có thể bò một nửa vòng chẳng hạn thì xem là như thế có thể được không, hoặc là bạn chú ý là vận động hoặc là đi bộ một chút xem là có kích thích cho con xoay đầu hay không, nói chuyện với con, nhập tâm với con xem sao. Còn nếu như mà những tuần cuối cùng mà chúng ta thấy rằng sát tuần sinh, khoảng tuần thứ 3, tuần thứ 38 mà thấy nó rằng là không, có thể là khả năng khó, thì chúng ta có thể xác định là sinh mổ. Và đó là những điều mà bạn cần chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.